cá vừa đủ luôn, cá tươi rồi cá khô luôn. Ừ, cá chiên, cá tươi. Ôi ôi. Cái này là gì chị? Cái là đậu nó nấu, nó thấy nóng thì mình có nấu uống miếng. À, cái này là đậu đen đúng không? Đậu xanh hả? Nấu mình ăn, nấu mình nấu ăn. Cái này cá kho. Mỗi ngày mình chi phí sinh hoạt là nhiêu tiền? Đâu mấy chục ngàn. Không biết nó vệ sinh ở đâu, không biết luôn, mình không rành luôn. Nhưng mà đây thì mình chắc có lẽ đi ra đi đại ngoài thôi, đi lan ngoài thôi chứ. Cũng nghe cái mùi nó... Nếu mà đây vệ sinh xuống đây thì dơ lắm. Dơ lắm. Cô các anh chị rất là thương và chị chăm sóc rất là chu đáo luôn, thậm chí là kêu đứa con mình một cái từ rất là dễ thương, cục vàng của mẹ nè. À, dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Trần Văn Thơ, và đây là một trong những cái huyện nó giáp với biển, có một cái cửa biển rất là nổi tiếng, đó là cửa biển Sông Đốc. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ có mặt ở đây để thay mặt cho Quý Mạnh Thường Quân để trao một cái phần quà. Tại phía sau lưng Bùi Hồ đây là chị Diễm, có một người chồng mà đi biển do thời gian cũng khó khăn, nguồn lợi thủy hải sản đã dần cạn kiệt, thì cuộc sống của người dân biển muốn đắp đổi là rất khó khăn rồi, thì ngày hôm nay lại còn khó khăn hơn. Và đặc biệt trong cái ngôi nhà này nè, thì cô bác anh chị biết là hai vợ chồng á thì cùng với lại ba người con của mình sống trong một cái ngôi nhà rất là tạm bợ và mục nát. Cô bác quý anh chị, mời cô bác quý anh chị cùng vô đây với Bùi Hồ ha. Đây là một cái ngôi nhà khá là ẩm thấp luôn. Đây là Bùi Hồ đến đây vào thời điểm là mùa nắng á, nên là nữ là nước triều cường nó không bị dâng lên. Chứ bình thường thì anh với chị nói là nước nó dâng từ ở dưới đây nè lên tới đây nè, phải lội sủng sủng như thế này đó. Và nền là một cái nền đất thôi cô bác quý anh chị. Em chào chị Diễm nha. Đây là bé Như Ý. Trước khi mà Bùi Hồ đến đây ghi hình á, thì trước Tết Bùi Hồ đã có quay một đoạn clip về gia đình này. Thì chị không có tiền đi sanh á, ngày hôm nay quay trở lại thì chị cũng đã mẹ tròn con vuông rồi. Con của chị Diễm, đứa sanh tiếp theo là trai hay gái? Trai. Con trai. Chị Diễm là năm nay bao nhiêu rồi? Không biết. Hả? Không biết. Không biết tên tuổi của mình luôn á. Anh đâu rồi? Anh đi biển chưa vô. Anh tên gì? Tên Hận mà đi biển chưa vô. Anh Hận đi biển chưa vô? Đi biển hồi Tết tới giờ, đi ra biển ăn Tết tới giờ chưa vô. Đi Tết biển không Tết nhà. Tết này mình ăn Tết được bao nhiêu tiền ăn Tết? Không hết tiền bạc gì đâu. Vậy hả? Kể lại cho em là lúc đi sanh là mình có được bao nhiêu tiền? Không, coi sanh đủ tiền đi xe à, nên chảnh còn mất đóng tiền nữa mà không có tiền đóng. Là sao? Không có tiền đóng tiền bệnh viện á. Không có tiền đóng luôn. Ngày hôm nay là có sữa tã rồi đầy đủ cho bé không? Có tã mà bú sữa mẹ. Vậy ha. Chị là có, anh với chị là có hai người con. Và hôm nay thêm một bé nữa. Bé rồi sinh được gần 2 tháng chưa? Nó nằm chỗ nó cũng gần ra tháng này. Thôi được rồi. Rồi anh đi làm bao lâu rồi? Mới đi đây là chưa có vô nữa. Đợt vừa vô vừa rồi là anh đưa vô chị vô rồi đi ra ngoài ăn Tết biển luôn đó. Ăn Tết ngoài biển luôn. Vô một chuyến người ra ăn Tết biển luôn. Anh đưa được bao nhiêu tiền để mình ăn Tết? Có được có mấy triệu và ăn Tết. Đi ăn Tết biển là đâu Tết nhà đâu. Bé này mấy tuổi? Nó 5 tuổi rồi. Không biết. Không biết á. Còn bé bên đây? 7. 7 tuổi. Cô báo anh chị thấy là khi mà nghe chị Diễm nói là chị Diễm không có biết á. Tại vì bé bên đây con không chắc không tới 7 tuổi đâu. Và bé bên đây không phải là 5 tuổi mà khoảng chừng 2-3 tuổi thôi. Tại vì chị không gần. Và nghe nói rằng là khi mà lúc anh Hận là chồng của chị á, đi biển cũng bị bạn thuyền á, cùng chung thuyền đánh và đến nỗi mà cái thần kinh của anh cũng không được bình thường luôn. Và chị cũng vậy luôn cô báo anh chị. Quậy cỡ đó đó. Hồi mày quýnh đồn không bây giờ nè. Du duyên quá à. Hồi mày quýnh đồn. Hôm nay gia đình mình ăn cơm với gì? Cơm với ráng bà chồng đi mua hai con cá lóc kho ăn. Rồi ai nấu? Em nấu. Trời. Thì mẹ mỹ thịt. Thôi được rồi, đừng la bé. Quá bên chị đấy, gia đình đã vốn đắp đổi sống đã khó khăn rồi mà lại có thêm em bé vào thời điểm này nữa. Biết rồi, em ngủ rồi. Em biết rồi, em ngủ rồi. Không đi đâu rồi. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ có nhờ được anh Lăng á. Anh Lăng là người hướng dẫn để Bùi Hồ gặp gia đình đó. Ở đây là gia đình hình ảnh đám cưới của anh với chị nè. Của chị Anh Hận với là chị Diễm. Cha.
Ồ bé nói cha kìa. Cha mày. Cha ai biết không biết ai không biết cha mày. Ừ cha biết rồi. Xích vô đây đi tao. Con leo té chết á. Là anh Hận là đi biển tới giờ chưa vô ha anh Lăng? Đúng rồi, đi đi hồi trong Tết á rồi ăn Tết biển luôn á. Yeah. Tết giờ không ăn Tết trong bờ luôn. Ăn Tết ra ngoài luôn. Chị hồi đó giờ là bị vậy luôn. Đúng rồi, nhỏ lớn là bị khuyết huyết là nhỏ lớn luôn á, mà rồi nói chung không biết tiền luôn á, chứ bây giờ là chứ biết chứ cả chừng vài chục ngàn thôi, tiền nhiều quá không biết xài luôn. Ừ. Rồi nếu như mình đưa tiền cho ai giữ cho chị? Đưa tiền thì có mẹ chồng nữa mà không biết mẹ con đâu rồi. Bà nội đâu con không biết nữa. Vậy đó. Ừ. Dạ. Anh năm nay là bao nhiêu tuổi ta? Hận hả? Anh Hận á. Hận năm nay 32 tuổi. 32 tuổi, nhỏ hơn chị vậy? Năm 34. Đường xa lắm nên mỗi lần đi xuống đây cũng rất là khó khăn giùm bé nè. Ý Như rồi, để Ý Như rồi, để quýnh đồn quýnh lưng nè. Anh quậy cha con đâu? Anh quậy cha con đâu? Dạ anh. Biển rồi chưa vô? Quậy. Dạ, dạ, tưởng dạ, cha đó đó. Không quậy con. Dạ anh. Không quậy cha đi biển này. Nó xích không? Cha đi biển về đây. Mới tắm rửa con quậy. Không biết thì lúc chị đi xanh thì sao? Đi xanh thì lúc đó cũng thiếu tiền lắm mà đi ra ngoài rồi mà hồi đó là anh không có đi theo, không có đi nhưng mà có mẹ chồng nó đi mà cũng nói chung thì xanh bây giờ nó có bảo hiểm này kia á, cũng được giảm miễn này kia nhà nước ra, vì nó giảm miễn cũng không có như chỉ tiền ăn tiền uống thế này kia, chắc khoảng thì không tốn nhiều nhưng mà nói chung thì được nhà nước bảo hiểm xanh bây giờ nó ưu tiên vì nó khuyết tật đó, có bảo hiểm chăm luôn, cũng đỡ vậy chứ không có là chết luôn rồi chứ. Nhưng mà đối với chị thì việc săn sóc con đối với chị Diễm như thế nào? Thì cũng nói chung thì nó đâu bằng người ta thôi đâu. Không bằng. Săn sóc thì săn sóc thôi chứ nói chung là khi nó còn nhỏ thì còn đỡ tạm ha, còn cho bú này kia lớn rồi nói chung nó săn sóc rất dở luôn, rất dở lắm, dở lắm. Dạ nó khuyến khuyết không có được ấy đó, rồi nhiều khi nó săn sóc rồi không chu đáo đâu. Nhưng mà tại trời xanh trời nuôi thôi chứ. Để anh nói vậy đó. Ừ. Giờ nay chứ cái khi anh cũng mong là cho như là sau có những nhà tài trợ gì hảo tâm đó, cũng như là cho mớ tiền sửa chữa cái nhà là lợi chứ không, mà cái nhà này ở là tới mùa mưa là đâu tiêu luôn đó. Cái nhà này là làm bằng từ cây đước với là cây mắm á. Cây nó là nữ là cây loại cây gừng á. Và rất là tạm bợ, ở trên là một cái tấm bạc được mớ nhưng mà nó chồng lên nhau. Cô bác anh chị, còn bên kia là cái vách của nhà kế bên nha. Đúng rồi. Những cái quần áo của các bé được treo lủng lẳng trên cái cây này là cây xào áo. Cây xào quần áo nè, cô bác anh chị thấy không? Ở bên kia nữa kìa. Mà bây giờ không biết mùa mưa đó thì nó như thế nào. Mua xô che lại đỡ đó chứ không che là nó giọt nát trên nhà cửa. Mà cái nơi của anh với chị nó có một điều khó khăn như thế này, đây là một cái khu giải tỏa. Và thời gian nữa tới nhà nước sẽ giải tỏa nên là nữ nếu như cắt kiên cố thì cũng không bao giờ được. Thì mình yêu cầu là được nhà hảo tâm là hỗ trợ cũng như để mình sửa chữa lại cho nó lành lặn đi sau chúng mùa mưa thôi chứ không cần là cắt kiên cố. Chỉ sửa chữa bây giờ như nhà nước chưa có cho cái chỗ nơi ăn chỗ ở thì đâu có cắt nhà được. Giờ như mình tạm sửa thôi, chừng nào nhà nước mà di dời thì mình đi thôi. Cái đó cái sau này hãy tính, hiện bây giờ là cần đó là cũng như là sửa chữa cái nhà nè để cho ở trụ tắm mùa mưa thôi chứ đây tới mùa mưa mà không sửa được rồi thì không coi như sập luôn. Rồi như sập luôn, đúng rồi, gặp dông nó thổi là sập luôn chị. Hồi lúc mà mùa mưa đến á, năm vừa rồi á, thì nhà của mình bước đi thì nước nó lên tới đâu? Nước lên mới ấy, còn trời mưa không có nước mà sao ngoài xăng không, mà trời mưa thì nó không có lên mà nước lên nước, đó, dân nước biển nó triều cường lên là nó lên tới đâu? Lên tới miếng giường luôn nè. Rồi sao mình sinh hoạt thì nó từ từ nó giật giờ rồi mình dọn dẹp mình mua tiếng ngọn nó xuống rồi mình lấy chổi mình quét gom gác dục bỏ. Trời ơi, ở đây mà nữa cái biển sóng biển những cái gác đó, nó nhiều lắm, nó tràn vô nhà luôn, thậm chí nó tràn vô nhà, nó tràn nguyên cái dãy này luôn. Ai cũng lấy cây chổi lùa ra chứ không lùa ra thì nó đất nó giật thì gom một đống cái đống núi gác đó. Hồi xưa làm sao mà anh tỏ tình chị? Làm quen sao không biết. Không biết sao chịu. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Ủa mình quen mà cho cha mẹ đặt đâu con ngồi đó thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đó thì con đó chịu. Cái
dạng như là hai đứa nó cũng thấy vậy, hai gia đình thấy vậy, hai đứa nó cũng vậy rồi bắt đầu mới cáp lại cho nó ở vậy thôi, cũng làm đám gọn gọn vậy thôi. Dạ. Nhưng mà cũng hạnh phúc ha. Hạnh phúc của hai vợ chồng ha. Mặc dù điều kiện về vật chất cũng như là môi trường ở nó vẫn còn đó có sự khó khăn. Tuy nhiên là mình vẫn thấy được rằng là trong cái gia đình này vẫn đầy ắp tiếng cười của các đứa bé trẻ. Mặc dù thiếu thiếu trước thục sau, cuộc sống ngày mai không biết sao, nhưng mà hôm nay thấy gia đình cũng có tiếng vui đùa của đứa trẻ là kết quả của sự hạnh phúc nè. Toàn ơi, em có thể em qua đây với Toàn ơi. À đây cô bác anh chị, đây nè. Đây là cái nồi cơm ha. Mới nói à, em quay gần lại đây tí xíu. Đây, còn đây là cái phần điện nè cô bác anh chị. Đây, kinh khủng không? À, phần điện là phải băng bó. Ê, trời, cái này là cây mắm đúng không? Cái mắm mà nó cây mắm. Nó chưa sửa lại được. À, nó lắc lư, nó có thể gớt bất cứ lúc nào. Ủa sao mình ăn bắp là sao? Bắp là cho mấy đứa nhỏ nè. À, mình tự luộc luôn ha. Là cho nó rồi luộc cho mấy nhỏ nè. À, kinh khủng không? Ở đây là cơm nè, phần này nè. Ở đây thì cũng hơi tối. Này là cá chiên, còn đây là đậu nấu. Đâu cá chiên đâu? Cá vừa đủ luôn, cá tươi rồi cá khô luôn. Cá chiên, cá tươi. Ôi ôi. Này là gì chị? Cái là đậu nó nấu, nó thấy nóng rồi mình có nấu uống miếng. À cái này là đậu đen đúng không? Đậu xanh hả? Nấu mình ăn, nấu mình nấu ăn. Cái này cá kho. Mỗi ngày mình chi phí sinh hoạt là nhiêu tiền? Đâu mấy chục ngàn. Vậy hả? Để quay lần nữa cô bác anh chị, mà khi mình chưa xem đoạn clip của Bùi Hồ quay về gia đình chị á, thì cô bác anh chị sẽ thấy sự khó khăn nè. Đây, đây là cái nơi đựng những cái nồi, những cái gỗ. Đây là nước nè, lưu nước để sinh hoạt nè. Ở đây là nước mặn nha cô bác anh chị. Còn đây là cái nơi vệ sinh nè. Đây nơi tắm rửa nha. Tắm rửa là, và thậm chí không biết vệ sinh thì sao anh Lăng? Cũng không biết nó vệ sinh ở đâu, không biết luôn, mà nó không gần luôn. Nhưng mà ở đây thì mà là, chắc có lẽ đi ra đi lại ngoài thôi chứ. Cũng nghe cái mùi nó Nếu mà đây vệ sinh xuống đây thì dơ lắm. Dơ lắm. Tắm rửa thôi, chắc vệ sinh đi ra lộ cái mắm ngoài gì đó. Ngoài sau đó, ngoài tắm rồi đó, ngoài mắm. Em coi đây nè. Em quay trên đây đi. Kinh khủng không? Cái này mà chỉ cần một cái là nó sập xuống một cái là không còn cái gì luôn á. Rồi, gió thổi cái là sập liền. Kêu quá. Thấy toàn bộ cây là một cái chơi này. Một hết rồi đâu không vậy? Đây à. Ở đây là mỗi lần mưa xuống là cô bác anh chị thấy nè. Không chỉ là rác từ ở ngoài biển nó tóc vào, mà kể cả những côn trùng, con chuột, con rắn, con gết nó có thể bò vào bất cứ lúc nào. Tại vì ở đây nó rất là ẩm thấp luôn. Và những cái gừng mắm á, có những cái con côn trùng và những cái con bò sát nữa, nó sẽ bò vào đây, rất là nguy hiểm. Và đặc biệt là với một cái môi trường mà đầy rẫy sự ẩm thấp như thế này thì nó cũng gần gặp sự nguy hiểm nhiều lắm nha cô bác anh chị. À. Còn ở đây là cái giường cũ, giống như là cái giường mà được cưa ra á. Rồi sau đó lót những cái tấm gạch lên. Lót những cái tấm gạch lên. Rồi sau đó là một cái bếp ga, chắc có lẽ là do người ta cho được á. Thật ra là bà em Toàn Cameraman bây giờ cầm máy thì cũng cảm thấy rất là nó bị đóng móc lên lên mèo hết nè. Chưa có chùi nữa. Kinh khủng. Cô ơi. Mẹ không? Ừ, người ta kêu à. Này là lưu gạo ha. Lưu gạo. Một số đi. Lưu gạo này người ta cho nè. Đúng không? Chị. Người ta cho cũng có mà mua cũng có. Đây là mẹ chồng đúng không? Mẹ chồng. Chào cô, nhớ con không? Nhớ. Mới xuống hả? Dạ, Tết này mình ăn Tết lớn không? Trời ơi, trời queo. Vì bệnh hoài luôn, vì tay gì gãy gì nè, đau lâu rồi. Vì đâu có bằng gì được đâu. Rồi con trai của cô đâu? Nó đi biển này. Đi lâu chưa? Mới ra cũng 5-3 ngày nay à. Vậy hả? Vừa rồi là đi biển, vừa rồi là được. Được, mà đi hết đó gì? Ừ. Đó gì nè? Vừa rồi là đi biển được bao nhiêu? Trời ơi, vô được chia được có 1,000,000 bạc à. Đi bao nhiêu ngày chia được 1,000,000? Đi mười mấy ngày à. Vậy có hả? Mười mấy ngày, 20 ngày à. Mà đi có chân thấp quá à. Đủ xài không? 1,000,000 thì sao đủ? Dạ. 1,000,000 là sao nhà này mà chưa thấy đó. Vậy hả? Sao đủ được. Rồi vừa rồi đủ là rồi. Con gái của mình đi đẻ thì sao? Con dâu của mình đi đẻ. Dạ đi sinh không có chút.
Không phải nói thiệt đó luôn á. Đợt hẳn đâu có đủ tiền đâu, đi 3 triệu mấy mà có đủ thiết gì chưa. Vàng à, trai à, trai mẹ à. Là gì? Vì đi ấy không. Là gì đi xin người này cho, người đi cho trong trong mấy mà cô y tá, mấy cô bác sĩ đâu đó. Cho được 400 mấy. 400 mấy à? À. Đỡ đỡ rồi tới 4 ngày nó cho về vậy đó. Rồi gì cũng gắng nuôi rồi đi kiếm đầu này đầu kia nuôi. Đúng là trời xanh voi xanh cỏ à, cũng dễ lắm. Dễ dữ trời, nó không khóc là đói là khóc, còn không đói thì thôi. Ngủ tối ngày vậy đó. Đa số là đều sử dụng sữa mẹ hết. Sữa mẹ không, đâu dám cho uống sữa kia chứ. Bữa nay là được bao lâu rồi, mấy tháng rồi? Gần 2 tháng rồi chứ. Tới 23 tới này 2 tháng. Mình thì những gia đình có điều kiện thì chăm sóc cần mẫn lắm, mà cũng ở trong tháng thì cũng phải chu đáo lắm. Còn bé thì sống với một cái tấm bạc nó nóng như thế này nè, rồi dưới một cái mùng như thế này, không biết mùa mưa thì như thế nào, nhưng mà nhìn bé nhìn rất là dễ, rất là dễ luôn đó, thấy không? Tình mẫu tử mà. Trời, tôi nói là ngay nó đi, cha nó đi mận xa rồi có bà khác rồi, rồi thưa cũng ở sống vậy luôn, con mà cũng đi mận lóc bóc hoài chú. Bé này mấy tuổi rồi con? À, 5. Còn mấy kia? 7. 7 tuổi hả? Ủa 5 tuổi sao bé? Nó 5 tuổi. Tết này 5 tuổi nè. Có được đi học không? Hai đứa cháu nội không có đứa nào đi học chưa hả? Bà này tính đi cho học mẫu giáo mà chưa có học trường chú. Ở xa quá. Hai đứa chú ai chạy biết chạy xe đâu, không biết chạy xe đâu mà bước được. Ông quánh. Ừ, ông quánh thấy mẹ. Ôi ôi. Học. Từ từ chị. Trời ơi tôi qua wow, tôi lô ông chết luôn. Cho điện vô. Em nghe anh ơi. Em nghe anh ơi kìa. Em nghe. Nghe nè, nghe nè. Ở ngoài biển. Ủa, điện bữa vô. Nay, bữa nay có kéo không mà điện vô sớm vậy? Kéo rồi. À, bữa nay được mấy bịch? Kéo được mấy bịch anh? Chơi. Hả? Chơi. Nhiều. Anh nói kéo được mấy bịch? Trời ơi, bữa nay kéo con bịch một chứ trời. Thắt chứ trời. Kéo được con bịch một rồi. Coi có anh có câu mực không? Không, à, tối anh nói anh câu mực được, nhưng mà được mấy con? Ờ, vòng vòng nãy đi gom, vòng vòng nãy đi. Em mà, trái ngưỡng trái. Chết em luôn rồi. Nhớ con rồi. Chết em luôn rồi. Nói anh nhớ nó không kìa. Sao hỏi được? Nhớ nổi, thấy như vỗ tay kìa. Chơi rồi. Thấy ai, biết ai không? Không. Chắc không nói. Anh đi bánh đi đánh chắc gần bờ. Không, gần bờ mà có điện vô Zalo. Ừ. Chơi. Không có chuyện anh ơi. Biết rồi đó, nhớ rồi đó. Nhớ rồi đó. Nhớ chú. Rồi. Nhớ không? Xin chạy chơi đi. Rồi. Chào. Chào. Cha đâu nè, cha nè. Cha. Trời ơi, chào chúng cha em. Của mình kìa. Chúng em đứa con. Thôi để xe chung vậy. Vậy thôi đi, tới tối điện anh ơi. Có một chuyện cái tới tối điện. Nha. Thôi vậy thôi đi, tới tối điện. Rồi, rồi vậy thôi đi, tới em điện kìa. Nha. Cái điện thoại băng gì thôi không mày? Nó bị cái này nè, nó bị hư, nó bị không phải bị hư mà có cái nó dán rồi sao nè, băng gì thôi mày luôn. Cái ô nó bị mỏng á, rồi nó bị gãy cháu. Ta cho luôn. Cô nhỏ e, nhỏ cháu nãy thằng mấy thằng cháu nãy nó gì năm có điện thoại xài không? Ừ. Cái thằng này nó không có, cái con cho gì năm cái điện thoại xài. Ừ. Cháu ruột đó. Nó cho gì năm cái điện thoại xài. Thôi. Khổ lúc đó đi sanh khổng chết nữa không có hàng nào đâu giúp đỡ hai người này thì cho chút thì cho khổng chết đi sanh đó về là bữa nay đó là hai tháng gần hai tháng ba mình quậy quá cô ơi cũng mừng. Hôm nay là gia đình mình còn tiền không? Hết rồi chút. Gia đình của chị còn tiền không cho em mượn hàng nào đâu. Đây. Hết luôn. Hôm nay
chồng nó đi biển rồi thì bà chồng nhà thì ở nhà luôn thôi, chứ nó có biết tiền bạc đâu, không có biết sao. Là có nghĩa là chị chi phí sinh hoạt của chị đều cô đều lo hết. Nhà cô gần đây không? Cô ở cái này nè. Ở đậu ta đang đi mần mướn gì đó. Ở đậu. Ở đậu thôi. Ở đậu. Dạ. Ú á, em ú á, kệ đi. Rồi thấy con gái mình sống ở trong cái cảnh này thấy lo quá ha. Dạ. Nạn dâu. Khổ lắm chú ơi. Dạ. Khổ lắm. Mà không biết ngày nào mấy con mấy chú dùng giúp cho nó được cái nhà để cho nó sống thì rất là mừng chị luôn. Qua tìm hiểu cũng như là Bùi Hồ quay trở lại đây sau Tết thì gia đình vẫn còn đó sự khó khăn. Anh thì vẫn miệt mài đi biển nhưng mà với nguồn lợi thủy hải sản ở thời điểm hiện tại thì đã gần như là cạn kiệt nên đánh bắt nó cũng khó khăn lắm. Những người bạn thuyền mà chia với nhau thì cũng rất là ít tiền. Trong gia đình nhỏ như thế này, sống dưới một cái căn nhà tạm bợ được che bởi những cái tấm bạc các cô bác anh chị thì phải nói là với lại chị thì không có dành sử dụng tiền nữa, thành thử là đã vốn đắp đổi là một gia đình nghèo đó đã khó khăn rồi thì ở trong cái gia đình này nó lại càng khó khăn thêm. Đã một mình anh phải nuôi cả năm miệng ăn, kể cả anh luôn là năm miệng ăn, nhưng mà mọi chi phí sinh hoạt đều do nhờ mẹ chồng của mình là cô ở đây nè là giữ tiền để mà mua đồ ăn nấu cho gia đình hết à. Còn chị á, mặc dù là trong cái chị không có gành về tiền bạc và mọi thứ á, tuy nhiên á thì với một cái bản năng của một người làm mẹ thì chị rất là thương đứa con của mình, cô các anh chị rất là thương và chị chăm sóc rất là chu đáo luôn, thậm chí là kêu đứa con mình một cái từ rất là dễ thương, cục vàng của mẹ nè. 2 tuổi mà mới có 2 tháng tuổi thôi mà nói là con nó kêu anh là ba kìa. Đó bao nhiêu đó thì mình sẽ thấy được rằng cái tình mẫu tử nó thiêng liêng đến biết dừng nào. Và ngày hôm nay đến đây thì Bùi Hồ cũng thay mặt cho cô Phấn ở Úc để gửi cho gia đình của chị 2 triệu đồng. Sau khi sanh rồi thì bây giờ cần như tả nè, rồi sửa một số quần áo cho bé nữa. Nghe nói là đi sanh là cũng phải mẹ chồng phải đi sanh xin tiền ở bệnh viện á, thì cũng rất là cảm động ha. Và gửi cho gia đình con gửi thay mặt cho cô Phấn gửi cho mình 2 triệu ha. Dạ. Cảm ơn cô Phấn nhiều lắm. Dạ, tay mẹ thả em xuống đây. Không. 5. Hả? 6. Không. 7. Dạ mẹ thả dạ em xuống đây. Dạ. Không. Chín. Không gì mà không, dạ. Tôi thả em 10. Xuống mà không gì mà không. Dạ. Dạ. Vậy là dì cũng rất cảm ơn. Dạ. Cô nó cho cô Phấn được, dạ. Cô Phấn cho được 2 triệu để dạ. Lo gia đình cho cháu. Dạ. Vậy là dì có cảm ơn. Dạ. Thôi thì hữu duyên thì cũng mong rằng gia đình mình sẽ thời gian tới sẽ vượt qua những cái lúc khó khăn nhất. Con thì cũng có duyên trở về đây gặp lại gia đình của mình và thay mặt quý mạnh thường quân đó là cô Phấn ở Úc để trao cho hiền kim gia đình của mình 2 triệu. Cũng mong sao là bé mau ăn chóng lớn, cô thì luôn có sức khỏe dồi dào để mà cùng nhau hỗ trợ thay mặt cho ba của bé, người anh Hận đi biển á, để mà hỗ trợ cho bé. Còn bây giờ thì chắc có lẽ thì Bùi Hồ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các cô bác của anh chị ở video clip sau ha. Xin chân thành cảm ơn cô Phấn cũng như là gia đình đó cùng đồng hành với Bùi Hồ cũng như là quý mạnh thân quân. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác của anh chị ở video clip sau.